Vào tối ngày 20 tháng 10 năm 2023, thành viên AKB48 Kashiwaki Yuki đã thông báo tốt nghiệp khỏi AKB48 trong concert của nhóm được tổ chức tại Nippon Budokan. Cô ấy đã tiết lộ rằng concert tốt nghiệp của mình sẽ được tổ chức tại PA Arena MM vào ngày 16 tháng 3 năm 2024 và dự kiến sẽ hoạt động đến giữa tháng 4 năm 2024.